Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Trương Phương Nghi, mình đến từ khoa thẩm mỹ nghệ thuật nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức. Trong những ngày này, được nghe giai điệu âm nhạc về những bài hát mùa xuân do chúng mình thể hiện, mình cảm thấy mùa xuân rất là đẹp. Có lẽ ai trong chúng mình cũng đều rất là thích Tết đến, vì Tết đến thì mình sẽ được nhận ly xì, si, đi chơi Tết, mình còn được mặc những bộ đồ mới mẹ may cho nữa thông qua chương trình mình xin gửi đến các bạn bài hát Mẹ mang xuân về sáng tác của chú nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Mình mong tích đến thật là nhanh để mọi người có thể xung họp gia đình cùng ăn một bữa cơm và kể về những kỷ niệm trong năm vừa qua. Nhân dịp Tết đến xuân về, mình xin gửi lời chúc đến tất cả các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc.